Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Kính lạy Chúa là Cha dấu yêu của chúng con. Chúa ơi, chúng con rất biết ơn Ngài bởi vì Ngài đã buộc chúng con bởi huyết báu của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con đã được trở thành dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con được ân điển vô cùng lớn lao mà Ngài dành cho chúng con. Đó là ngày ban sự sống đời đời cho chúng con. Là những kẻ không xứng đáng, nhưng chúng con cảm ơn Chúa bởi ân điển của Ngài. Thưa ơi, thì giờ này chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng nay chúng con được thờ cùng Chúa, chúng con được hát tôn vinh Ngài, chúng con được cầu nguyện với Ngài, chúng con được dự tiệc thánh với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin nhắc nhở chúng con để tấm lòng của chúng con không bao giờ xa rời Ngài. Con giờ này đến với lời của Ngài đây, Đức Chúa Trời ơi, vì Chúa nói rằng khi chúng con vâng theo lời Ngài, chúng con sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Vì lời của Chúa là sự sống của chúng con. Lời của Chúa là vũ khí hữu hiệu nhất cho cuộc đời một cơ đốc nhân. Giờ này chúng con cầu xin Thánh Linh, Ngài là thần lẽ thật, xin Ngài bày tỏ mọi lẽ thật cho người giảng cũng như người nghe, hầu cho chúng con nghe lời của Ngài, chúng con hiểu biết lời của Chúa, chúng con làm theo để chúng con được phước trong sự mình vâng lời. Con dâng thì giờ này trong cánh tay toàn năng của Cha, vinh hiển thuộc về Ngài, và chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng ta được biết rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta thì có những lúc thì chúng ta gặp được sự thuận cảnh, có những lúc chúng ta gặp được sự vui mừng, và cuộc đời của chúng ta có rất nhiều quyết định, và mỗi quyết định đó nó sẽ đem đến kết quả tốt hoặc xấu cho chúng ta. Vậy thì quyết định, khi chúng ta quyết định những điều đúng đắn thì chúng ta sẽ gặt hái những kết quả rất là tốt. Nhưng nếu khi chúng ta quyết định một điều sai lầm, chúng ta sẽ gặt những điều tổn thất vô cùng lớn lao. Bởi cớ đó trong buổi sáng hôm nay tôi cũng muốn học lời của Chúa với hội thánh của Chúa với chủ đề, tiêu đề đó là quyết định khôn ngoan. Bài học này được chép trong sách Tu-tơ. Vào buổi sáng hôm nay kinh thánh hơi bị dài, nhưng mà xin dân sự của Chúa cũng cố gắng để lắng nghe. Rồi, bài học này được chép trong sách Tu-tơ đoạn 1 cho đến đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu số 18. Xin kính mời Thánh Chúa cùng lắng nghe và tôi xin được tuyên đọc. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giu-đa đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người tên là Eli-me-lép, vợ tên là Naomi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn đều là dân Ê-phra-ráp về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. Eli-me-lép, chồng của Naomi qua đời, đẻ nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ cho người nữ Mô-áp, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Du-tơ. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác để Naomi ở lại không chồng không con. Bấy giờ, Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Mô-áp trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người khác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi con gái ta, hãy trở về đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Với hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá này, mẹ già quá mà lấy chồng nữa, lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng nó há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn
ọt ba côn và từ biệt bà gia mình, còn Giu-tơ không chịu phân rẽ người. Na-mi nói cùng Giu-tơ rằng: Này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Giu-tơ thưa rằng: Xin chớ nảy tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Na-mi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-mi chăng? Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-mi, hãy gọi tôi là Mara, vì đấng bản năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Chúa Trời dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng bản năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy còn gọi tôi là Na-mi làm gì? Na-mi và Giu-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-mi từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Cảm ơn Chúa, đây là phần kinh thánh được lý thuật lại câu chuyện mà nói về người nữ Mô-áp, đó là Giu-tơ. Phần học, phần thứ nhất trong bài học này tôi muốn được gửi tới một Thánh Chúa, đó là Giu-tơ quyết định làm dân sự của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 1 này chúng ta thấy có một gia đình, đó là Elimelech. Ông từ xứ Bethlehem là nơi dân sự của Đức Chúa Trời. Và tại bởi lúc đó có cơn đói kém và ông đã quyết định để đến Moab. Vì tại đó có cơn đói kém. Và Elimelech thì có vợ là Naomi và có hai con trai. Khi ông đã quyết định để xuống đó để tránh khỏi cơn đói kém, thì chúng ta thấy quyết định của ông là một quyết định như thế nào. Sau đó thì sao? Ông ở đó 10 năm và hai con trai của ông qua đời. Và trong khi ở Thung Áp thì hai con trai đó đã lấy hai người nữ đó. Một người thứ nhất là Bọt Ba và người thứ hai là Giu-tơ. Nhưng sau khi họ ở tại đó 10 năm thì chồng của Na-mi chết và hai con trai của ông cũng chết. Bởi vì ông đã quyết định từ một nơi xứ sở của Đức Chúa Trời, dân sự của Đức Chúa Trời, để đến một xứ thờ thần tượng. Và hậu quả thì sao? Ông phải gặp lấy một hậu quả vô cùng lớn lao. Và chúng ta theo tiếp theo thì sau đó khi ông qua đời rồi thì Na-mi còn lại hai người con dâu, đó là Ọt Ba và Giu-tơ. Sau khi chồng qua đời, con trai qua đời rồi và Đức Chúa Trời có nghĩ đến dân sự của Chúa tại Bethlehem, Ngài ban phước cho dân sự của Chúa đó, thì Na-mi đã quyết định để đi quay trở về xứ sở nơi mình ra đi. Nhưng lúc này bà về thì sao? Bà nói điều gì? Bà đã mất hết. Cuộc đời của bà đầy những đắng cay. Và bà nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời dẫn, khi tôi đi ra đi được đầy giấy, nhưng Đức Chúa Trời dắt tôi về tay không. Bà đã trải qua một điều vô cùng đớn đau. Hậu quả của sự gì? Quyết định sai lầm của người chồng bà. Phải không? Và lúc này thì bà nghĩ đến hai người con dâu, đó là Ọt Ba và Giu-tơ. Bà quay trở về nhưng bà muốn hai con dâu này sẽ trở ở lại cái quê hương của họ, đó là Moab. Nhưng chúng ta thấy ở đây lại có một quyết định nữa, là gì? Bà đã quay trở về. Đó là gì? Là sau khi bà nói với hai con dâu thì Ọt Ba đã hôn bà gia của mình và từ biệt bà gia để trở về quê hương. Còn Giu-tơ, một người nữ ngoại bang, ở lúc này chúng ta thấy bà quyết định không phân rẽ Na-mi là người mẹ chồng của bà. Tại sao? Giu-tơ trong lúc này, Giu-tơ không thể nào bỏ cái người mẹ chồng của mình đang đầy đau đớn và cô đơn như thế mà chọn bỏ người mẹ đó ở một mình. Chúng ta thấy là một quyết định vô cùng khôn ngoan và một tấm lòng vô cùng cao thượng, anh em ạ. Khi tôi nghĩ rằng lúc này ở Kinh Thánh không có nói là Na-mi nói về Đức Chúa Trời tốt lành, nói về Đức Chúa Trời đầy phước hạnh, đầy quyền năng, nhưng bà đang có một sự cay đắng với Đức Chúa Trời. Nhưng Giu-tơ thì bà không nhìn vào điều đó. Bà muốn bày tỏ tấm lòng nhân từ của bà đối với người mẹ chồng. Và một điều nữa, bà quyết định để gì? Được nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của bà để thờ phượng. Bà quyết định khôn ngoan nhận
là dân sự của Naomi là dân sự của bà. Bà quyết định được xin làm dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây điều gì? Bà nói ở trong câu số 14. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc, đoạn còn ba khôn và tự biệt bà ra mình. Còn Ru-tơ không chịu phân lẻ. Naomi nói cùng Ru-tơ rằng, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng, xin chớ nải tôi phân lẻ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó, dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Kính thưa ông bạn anh chị em, ở đây chúng ta nhìn thấy một tấm lòng đầy nhân từ của Ru-tơ. Bà không nhìn vào những gì Naomi đang có, nhưng bà muốn khát khao để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Anh em ạ. Và đây tấm lòng quyết định của bà một cách quyết tâm, bà nài xin đừng phân vẽ tôi khỏi mẹ. Bà nài xin và khát khao nhận Đức Chúa Trời của Naomi thờ phượng là Đức Chúa Trời của mình thờ phượng. Bà khát khao để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Trong khi Naomi thì nói những sự cay đắng, còn Ru-tơ thì bà có một sự quyết tâm không chịu phân rẽ, mà bà nói làm sao? Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Kính thưa hội thánh, ở đây chúng ta nhìn thấy một tấm lòng nhân từ của Ru-tơ. Bà đã cư xử với người mẹ chồng của bà một cách vô cùng tuyệt vời, anh em ạ, vô cùng cao quý và tuyệt vời. Và chúng ta thấy quyết định của bà là một quyết định khôn ngoan. Bà nhận biết Đức Chúa Trời đó là một Đức Chúa Trời quyền năng, là một Đức Chúa Trời tể trị cả vũ trụ này, anh em ạ. Bà nhận biết và bà nài xin. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của Ru-tơ. Khi chúng ta đi làm chứng cho một người để đến với Chúa, thường thì chúng ta nài xin họ để đến với Chúa. Nhưng ở đây chúng ta thấy Ru-tơ thì sao? Bà nài xin để được làm dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tuyệt vời chưa? Và tôi thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của bà. Đức Chúa Trời nhìn thấy một con người khát khao để tin nhận Ngài, khát khao để trở thành dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời rất đẹp lòng. Và kính thưa hội thánh của Chúa, bà đang quyết định khôn ngoan. Bà lấy sự sống của bà để thề với Naomi, mẹ không nên phân rẽ con và con quyết không bao giờ phân rẽ mẹ. Con, mẹ đi đâu con đi đó, và Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, dân sự của mẹ là dân sự của con. Cảm ơn Chúa, một người nữ ngoại bang có một sự nhận biết vô cùng tuyệt vời, có một tấm lòng vô cùng tuyệt vời, anh em ạ. Và phần ở đây thì lời của Chúa nói gì ở đây? Trong lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 7, chúng ta thấy lời Chúa nói gì ở đây? Khi tính hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Khi tính hạnh nào, bất cứ con người nào, cho dù người đó là ai, nhưng nếu người đó có một tánh hạnh đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Đức Giê-hô-va còn khiến kẻ thù nghịch ở hòa thuận với người. Vậy huống chi chúng ta là những người dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người trong Chúa, chúng ta Đức Chúa Trời lại không khiến chúng ta ở tốt đẹp với nhau sao? Ngài còn khiến, có thể khiến kẻ thù nghịch ở hòa thuận với những người có tánh hạnh đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Và kính thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời rất đẹp lòng cách cư xử của Ru-tơ với Naomi. Ngài rất đẹp lòng. Và anh em ạ, và phần thứ hai trong học này tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa. Ru-tơ quyết định, bà quyết định và tiếp tục quyết định để núp dưới cánh của Đức Giê-hô-va. Quyết định khởi đầu của bà đó là quyết định để nhận Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và là dân sự của Ngài. Và bà tiếp tục thực hiện quyết định. Quyết định là cái gì chúng ta đưa ra, nhưng nó còn ăn thua ở cái điều chúng ta thực hiện quyết định. Và đây Ru-tơ quyết định thực hiện đó, để rồi bà kinh nghiệm được sự tốt lành từ Đức Chúa Trời. Chúng ta theo dõi lời của Chúa ở đây. Khi mà bà theo Naomi trở về, lúc đó là đầu mùa lúa mạch, bà phải chấp nhận một cuộc đời để đi mót lúa. Anh em ạ. Và tôi nghĩ rằng khi đi móc lúa đó, bà phải rất là quyết tâm.
ở một người xa lạ đến một xứ đó để chấp nhận để làm công việc rất là tầm thường. Nhưng chúng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của bà. Anh em ạ, khi có người có một đời sống nhận biết Chúa, một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi người sống đẹp với người đó. Chỉ cần chúng ta sống đẹp Đức Chúa Trời thôi thì mọi người sẽ sống đẹp với chúng ta. Và khi chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sống đẹp với mọi người. Và chúng ta theo dõi ở đây, không phải một sự ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời đem Giu-tơ đến thửa ruộng của Bo-ôm, nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Giu-tơ tới đó. Không phải một sự ngẫu nhiên tình cờ. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, không có một cái sự gì ngẫu nhiên hết. Và điều mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được làm con của Ngài, đó là chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời chọn chúng ta. Amen. Vậy chúng ta theo dõi điều gì ở đây? Giu-tơ đã quyết định làm dân sự của Đức Chúa Trời và bà tiếp tục quyết định để núp dưới cánh của Đức Giê-hô-va. Trong câu 8 trở đi, Bô nói cùng Giu-tơ rằng, xin lỗi tôi đọc từ câu số 6, người đầy tớ coi sóc các con gặt đáp rằng, ấy là người gái trẻ Mô-áp từ xứ ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-vi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng, xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Bô-ôn nói cùng Giu-tơ rằng, hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này, hãy ở cùng các tớ gái ta. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta tục đục đến nàng, nếu có khát hãy đi uống nước, nơi bình của chúng sẽ múc cho. Giu-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng, vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông nói xem tôi vốn là một người ngoại bang. Bô đáp, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở xanh của nàng đặt đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Kính thưa hội thánh của Chúa, quyết định để làm dân sự của Chúa đó là một quyết định khôn ngoan. Nhưng không phải tất cả mọi người là con cái của Đức Chúa Trời, là dân sự của Đức Chúa Trời mà có một quyết định để tìm kiếm Chúa hết lòng. Không phải tất cả những người tin Chúa đều hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Sự tìm kiếm Chúa nó tùy thuộc vào tấm lòng của chúng ta bước đi theo Chúa ở mức độ nào. Không phải tất cả người tin Chúa đều tìm kiếm Chúa hết lòng, đều tin cậy Chúa, đều phó thác cho Chúa. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy Giu-tơ đã quyết định khôn ngoan để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, và bà tiếp tục núp dưới, quyết định núp dưới bóng của Đức Giê-hô-va. Đó là một sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời ban cho bà điều khôn ngoan, bà tiếp tục để núp dưới cánh Đức Giê-hô-va. Tức là bà muốn phó thác cuộc đời của bà trong tay Đức Giê-hô-va. Bà muốn nhờ cậy Đức Giê-hô-va, bà muốn trông đợi Đức Giê-hô-va, bà muốn tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Và điều đó thì sao? Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và một khi bà đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời khiến người khác đẹp lòng cho bà, với bà. Thì đây chúng ta thấy Bô-ôm. Và khi bà đến cửa ruộng này, Bô-ôm đã gặp bà. Và chúng ta, điều gì khiến Bô-ôm cư xử tốt với bà? Bởi vì ông đã nghe về sự đồn tiếng tốt của bà. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Bô-ôm nói, ta đã cấm các đẩy tớ ta đục đến nàng, nếu có khát hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Giu-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu dưới đất mà thưa rằng, vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đoái xem tôi vốn là một người ngoại bang. Bô đáp, người ta đã thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở xanh của nàng đặt đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Bô cư xử với nam ở Giu-tơ một cách tốt, bởi vì ông đã nghe tiếng người ta đồn về tấm lòng của Giu-tơ. Vì người ta đã thuật cho ta nghe cách nào nàng sống và cư xử với mẹ chồng của nàng, và nàng không chịu về quê hương của nàng,
Nhưng nàng bước đi và theo Naomi để trở về xứ sở của dân sự Đức Chúa Trời. Cách nào? Bởi vì sao? Danh tiếng của bà đã đi trước bà. Dù cô đã nghe điều đó trước rồi, rất cả dân sự của thành làm chứng về cách cư xử của bà đối với người mẹ chồng. Và chúng ta nhìn theo tiếp theo. Ông nói gì với Lu Tơ? Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Đây quả là một lời cầu chúc phước vô cùng quý giá. Ông là một người dù một kích cánh đồng đó, và ông thấy được tấm lòng của Giu-tơ vô cùng là tuyệt vời. Bà có một tấm lòng vô cùng cao trọng đó. Và ông cầu xin Đức Giê-hô-va sẽ gì? Sẽ thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Không phải là thưởng một cách bình thường, nhưng thưởng một cách trọn vẹn. Và chúng ta thấy gì ở đây nữa? Trong câu số 14, trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: hãy lại gần ăn bánh dày và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy nàng ngồi gần bên các con gặt, người đưa cho nàng một bạch giang, nàng ăn cho đến no, rồi để dành phần dư lại. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót, Bô-ô truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng: hãy để cho nàng mót dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Tiếp theo gì nữa? Cũng hãy rút vải ré trong bó lúa, bỏ rớt cho làm lượng, cho nàng lượng, và chớ trách móc nàng chút nào. Kính thưa anh chị em, chúng ta đọc thấy những cái lời này mà Chúa mô tả về tấm lòng của Bô-ô đối với Giu-tơ, chúng ta thấy quá tuyệt vời. Bà không cần phải tìm kiếm điều gì, bà chỉ hạ mình và khiêm nhường sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bô-ô đã cư xử, ông đã cấm các tớ gái của ông đụng đến nàng, không được làm xấu hổ nàng, phải không? Không được trách móc nàng. Bởi vì sao? Bởi vì khi bà đã ra đi để làm con lúa đó, dễ lắm bà cũng cảm thấy là có cái gì xấu hổ, có cái gì tự ti. Nhưng mà Bô-ô đã công bố điều đó với các đầy tớ của ông: không được làm cho nàng xấu hổ, không được trách móc nàng chút nào. Anh chị em ơi, điều đó vô cùng tuyệt vời. Tại sao? Bởi vì Giu-tơ, bà đã gieo ra tình yêu, bà gặp được tình yêu. Bà đã gieo ra lòng nhân từ, bà gặp được lòng nhân từ. Bà đã gieo ra gì nữa? Sự hạ mình và khiêm nhường, bà gặp được sự cao trọng. Bà gặp được sự cao trọng. Bố đã cấm các tớ gái của ông không được đụng đến nàng, và bà được ngồi ăn với bố. Kính thưa ông bà anh chị em, để có một đời sống mà phước hạnh, ông bà anh chị em chẳng phải tìm kiếm cái gì hết. Ông bà anh chị em hãy sống đẹp lòng Chúa anh em ạ. Một người sống đẹp lòng Chúa thì người đó sẽ đứng đẹp với mọi người. Khi chúng ta chỉ cần sao? Chỉ cần chúng ta tìm kiếm Ngài, chúng ta sống với đúng bổn phận và trách nhiệm của một người dân sự Chúa. Bổn phận đó là gì? Khi một người sống yêu thương, một người hạ lòng, một người dân sự sống đúng mức, người đó sẽ sống yêu thương, người đó sẽ sống khiêm nhường, người đó sẽ sống nhân từ, người đó sẽ sống tha thứ anh em ạ. Nhưng tôi nói với anh em chị em, điều đó không phải là dễ. Khi chúng ta bước đi với Chúa là chúng ta đang bước đi con đường hẹp anh em ạ. Và chúng ta phải có những điều đó, chúng ta hạ mình, khiêm nhường, tha thứ, yêu thương. Và Kinh Thánh đã nói gì? Tình yêu thương thì dung thứ mọi sự, tin mọi sự và nín chịu mọi sự. Vậy thì là một người dân sự của Đức Chúa Trời, đúng với tiếng của nó, đúng với nghĩa của nó, là một người sống yêu thương. Và khi sống yêu thương thì chúng ta phải hạ mình, mà dường như chúng ta phải chịu qua như gì? Chịu như là nhiều sự là thiệt đấy em ạ. Vì tình yêu thương thì nín chịu, tình yêu thương thì không nghi ngờ sự giữ, không kiếm tư lợi, tha thứ anh em ơi. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta sống đúng với tính cách của một người dân sự Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sẵn sàng để sống yêu thương, để sống nhân từ, để sống đầy phước hạnh anh em. Và kính thưa anh chị em, ở đây chúng ta thấy Giu-tơ bà đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong lời của Chúa ở trong Sử Ký nhì đoạn 16 câu 9 nói gì về đời sống của một người sống đẹp lòng Chúa? Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng
chọn thành đối với ta. Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét các thế gian để phùa giúp những người có lòng chọn thành với Đức Chúa Trời. Không phải tất cả những người tin Chúa đều có một tấm lòng chọn thành với Chúa. Anh em ạ, rất khó. Bởi vì trong đời sống của chúng ta có rất nhiều nghịch cảnh, có rất nhiều nan đề, có rất nhiều thử thách, nhưng chúng ta phải sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Là một đời sống hy sinh và tận hiến, anh em ạ. Và thưa ông bà anh chị em, Chúa sẽ phù giúp những con người sống đẹp lòng Chúa. Ngài sẽ phù giúp sức cho những kẻ có lòng chọn thành. Chọn thành ở đây có nghĩa là không phải trong giai đoạn này bạn mới tin Chúa hay bạn tin Chúa được 10 năm bạn chọn thành. Còn giai đoạn tiếp theo bạn không chọn thành. Dễ lắm. Bởi vì con đường của chúng ta là con đường hẹp mái nhé. Kinh Thánh nói gì? Đường cửa rộng và đường hoảng thoát dẫn đến sự gì? Hư mất, sự chết. Người vào đó thì sao? Rất nhiều. Nhưng đường gì? Những gì? Đường chật và cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Người vào đó thì sao ạ? Rất ít. Vậy thì chúng ta phải biết rằng con đường mà chúng ta đang đi theo với Chúa là con đường hẹp. Chúng ta phải trả giá. Đúng không? Ngày hôm nay thì dụ như là các bạn phải đến đây là nhóm thờ phượng Chúa, phải đi một chặng đường rất xa, phải đối diện rồi gia đình rồi những sự ngăn trở. Nhưng mà chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta đang bước đi con đường hẹp. Anh em ạ, chúng ta phải trả giá. Nhưng tại sao? Khi chúng ta trả giá thì ra chúng ta được một điều vô giá. Bởi vì điều chi mà chúng ta phải trả giá thì điều đó có giá. Anh em ơi, những cái thần ở ngoài đó, đó ngoài, mình không phải là nói xấu, nhưng bởi vì cái lòng ngu muội của họ bị mê muội. Họ hao tiền tốn của thờ cúng một cái thần mà không nghe, không nói được. Và cuối cùng thì sao? Đó là sự hư mất. Nhưng chúng ta thờ phượng của Đức Chúa Trời quyền năng, của Đức Chúa Trời thể trị cả vũ trụ này, là Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta mọi sự. Và thưa anh chị em, Chúa luôn lời hứa của Ngài luôn luôn có điều kiện. Ở đây Bộ đã nói thì nguyện Đức Giê-hô-va thưởng cho Ngài cách trọn vẹn. Không phải ngẫu nhiên, bởi vì Ngài đã núp dưới bóng của Đức Giê-hô-va. Vì bà đã đến để núp dưới bóng của Đức Giê-hô-va. Và ngày hôm nay cũng vậy. Khi một đời sống của chúng ta để sống đúng với cái dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có nhiều thử thách, phải vượt qua mọi nan đề, anh em ạ. Nhưng Chúa nói là sao? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13, những thử thách đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức mình đâu, nhưng trong mọi sự Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Và anh em phải nhớ một điều rằng bạn đang có một điều vô giá là dân sự Đức Chúa Trời. Và kính thưa anh chị em, ở đây chúng ta thấy kết quả là gì? Kết quả là Elimelech, ông đã quyết định ra và ông đã phải gặp lấy những điều đau đớn và cả gia đình ông. Còn Naomi thì sao? Đến khi bà không còn gì nữa, bà quay trở về với Đức Chúa Trời. Còn Ruth, bà là một người nữ ngoại bang, nhưng bà có một quyết định khôn ngoan. Kính thưa anh chị em, trong câu chuyện này, đối với Naomi, cho dù trong đời sống của ông bà anh chị em, có những ai những ngày trước đây đã xa rời Chúa, có thể nắm đời sống của chúng ta phải gặp hái những điều đau đớn, những điều thất bại, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn dang rộng cánh tay để chờ đón chúng ta trở về. Amen. Cho dù Naomi bà tay không trở về với dân sự của Chúa, nhưng kết cục trong câu chuyện này, bà được đầy những điều Chúa ban cho bà. Và đây chúng ta thấy điều gì ở đây nữa? Tấm lòng của Ruth, bà đã có một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và gì ở đây nữa? Chúng ta xem ở câu đoạn 3 câu số 11. Vậy bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Danh tiếng của bà không chỉ lan ra ở khu vực của bà, nhưng mà danh tiếng của bà lan ra cả cái thành đấy. Cả thành đó đều biết Ruth là một người đàn bà hiền đức. Kính thưa hội thánh của Chúa, khi một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ khiến người đó được cao cho. Đừng sợ. Chúa nói với chúng ta là gì? Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền phép, đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Nhưng mà chúng ta phải hạ mình đủ. Chúng ta chưa hạ mình đủ mà chúng ta
lên thì không được. Anh em ạ, tiếp tục hạ mình cho đến kỳ bất thiện ngài nhất chúng ta lên. Và kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta thấy rằng bài học này đưa đến cho chúng ta một bài học gì? Kính thưa anh chị em, làm dân sự của Đức Chúa Trời là một điều khôn ngoan. Và tôi có thể suy nghĩ chính qua đời sống của tôi, nhiều lúc, có những lúc tôi hầu việc Chúa, nhưng có những lúc tôi cũng có những điều gì đó chạy lòng với người lãnh đạo. Nhưng mà Chúa cũng cao trên tôi. Và kính thưa anh chị em, đời sống của chúng ta cũng vậy. Trong bước đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta có thể có những sự chạy lòng với người lãnh đạo. Có thể đôi lúc chúng ta có một cái sự tổn thương nào với những người trong hội thánh của Chúa. Nhưng tôi khuyên ông và anh chị em một điều, đừng bao giờ bạn có một quyết định ngược lại với quyết định để làm dân sự của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ, cho dù điều nọ điều kia có xảy ra, nhưng bạn hãy nắm lấy điều mà Đức Chúa Trời ban cho bạn là điều vô giá. Đừng bao giờ quyết định ngược lại với quyết định mà khôn ngoan bạn đã quyết định. Cho dù thế nào chăng nữa thì Đức Chúa Trời là đứng luôn luôn ban phước cho bạn. Đừng bao giờ quyết định sai lầm. Khi bạn quyết định sai lầm để rời xa khỏi hội thánh của Chúa, để rời xa khỏi nhà của Đức Chúa Trời, bạn sẽ gặp hai những điều vô cùng đớn đau. Nhưng mọi điều xảy đến để Đức Chúa Trời muốn kéo chúng ta đến gần Ngài. Cũng như là Naomi đó, cái điều mà bà trở về xứ Moab của gia đình, bà mất mát hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bà còn quay trở lại. Nhưng anh chị em ạ, chúng ta đừng bao giờ có quyết định ngược lại với quyết định khôn ngoan, đó là làm dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy sống đúng. Hãy sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của người làm dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp lòng và ban phước cho chúng ta. Và tôi khuyên một điều, cho dù thế nào, cho nên là chúng ta nhớ là cho dù hoàn cảnh có ra sao thì Đức Chúa Trời vẫn y nguyên là đấng thành tín. Và chúng ta đừng sợ chúng ta thiệt hay chúng ta đúng hoặc sai, đừng phân tách ở đây. Vì Chúa nói là con mắt của Đức Giê-hô-va thì soi xét khắp thế gian để vùa giúp những kẻ có lòng trọn thành. Cho nên qua bài học buổi sáng hôm nay, tôi ước ao tất cả dân sự của Chúa chúng ta tại đây, chúng ta đã có một quyết định khôn ngoan làm dân sự của Chúa. Đừng bao giờ trong ý tưởng của bạn và tôi sẽ có ý tưởng để xa rời hội thánh của Chúa, để xa rời dân sự của Đức Chúa Trời, để xa khỏi Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta có quyết định ngược lại, chúng ta phải gánh chịu hậu quả lớn lao. Bởi vì lời của Chúa nói chỉ có hai con đường thôi, con đường rộng và đường chật. Đường rộng thì dẫn đến sự nước mắt, còn đường chật dẫn đến sự sống đời đời. Không có con đường thứ ba. Bạn phải nhớ lên, nếu chúng ta quyết định sai lầm ngược lại với quyết định để làm dân sự Đức Trời, chúng ta phải chịu hư mất. Một là bước đi trên con đường rộng để gặp sự hư mất, hai là bước đi trên con đường hẹp để gặp sự sống đời đời. Cho nên kính thưa anh chị em, qua bài học buổi sáng nay, tôi muốn đúc kết một điều rằng, bất cứ có một điều gì làm cho chúng ta chạy lòng hoặc tổn thương thì Đức Chúa Trời là đứng làm cho chúng ta đầy sự vui. Đừng lo, đừng sợ phải trả thù, đừng sợ phải Đức Chúa Trời ơi, phải biết người kia cứ xử với con không tốt, người này cứ xử tốt không. Việc của bạn là bước đi nhìn xem Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Và khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, mọi người sẽ sống đẹp với chúng ta. Khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ sống đẹp với mọi người. Cho nên tôi muốn ước ao qua bài buổi chiều sáng nay, tôi ước ao là anh em hãy nắm lấy, giữ lấy cái quyết định khôn ngoan và thực hiện nó. Hãy sống đúng bổn phận là dân sự của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ đánh mất. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ xa rời chúng ta đâu. Ngài sẽ có lời hứa cho những kẻ trung thành với Ngài. Xin Chúa ban ơn và chúc phước cho hội thánh của Ngài. Amen.